Đây là con tab mà Sony TCK65. Dòng này trắng đẹp. Trưng bày cũng đẹp nữa, tiếng hay lắm. Con này nó dùng đầu từ Sandus Ferrite đó, nên là tiếng rất là tốt, đầu từ không có mòn á. Đầu từ không mòn mỏi gì cả. Cái chuỗi thang cái là motor kéo cấp tăng thì lại là motor từ tính, không sợ hư hỏng trên chuỗi thang gì cả. Chạy bền lắm. Nguồn làm kỹ, nguồn rất là kỹ ha. Anh em có thể nhìn tham khảo chơi. Này dùng hai motor. Chúng ta trước khi chúng ta ghi nó thì chúng ta sẽ test một cuốn băng của Sony xem nó phát cái chính xác gì nhé. Để mình giảm cái volume của âm ly xuống cho nó kêu ù ù mà. Ok, nó phát rất là ok nhé. Nên độ chính xác trong quá trình phát rồi. Vì chúng ta sẽ ghi một cuốn băng xem chất âm nó thế nào. Mình cũng ghi trên điện thoại thôi. Nhưng mà do nó qua cái tầng rề nên là tiếng nó rất là nét. Đây. Nếu mà anh em có điều kiện thì ghi lên CD hoặc là những cái bộ DAC lớn tiếng nó còn ngon hơn. Bấm rề thì chúng ta cho nhấn một nút này thôi. Không cần nhấn nhiều nút đâu. Tùy theo con nó thiết kế, có con nó kế chỉ cần một nút nhấn là đã làm rề được rồi. Giờ chúng ta ghi đoạn thứ nhất. Ghi tới đoạn đỏ đỏ đó. Đang ghi tới đoạn này được. Ghi lại quá nét. Đây là cái tín hiệu vừa ghi lại nè. Ủa, cái này ghi tốt quá. Do đầu từ Sandus Ferrite á, nên chất âm hay thôi. Chúng ta bỏ cái này phát thế nào? Thử tiếng hay không? Là tốt rồi. Tại vì con này chơi bán dẫn này, bạn nên là tiếng nó không bằng con đèn đâu. Hay. Chúng ta gắn cái điện thoại trực tiếp vào âm ly á, là tiếng nó không bằng đâu nhé. Chúng ta phải làm rè hoặc là chúng ta phải ghi vào băng thì tiếng sẽ dày và nó lực hơn rất nhiều, bởi vì cái gain điện thoại ra rất là nhỏ và cái chất lượng nó cũng không bằng đâu, không bằng CD rồi đó. Đó là chúng ta nghe mạng chúng ta chỉ cần một nút nhấn này là được. Mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước. Chúng ta có thể chọn một cái bản nào cũng được, nhạc ngoài đi cũng được này. Kiếm bản nhạc ngoại đi. Ok, nghe thử nó làm về thế nào. I don't hurt anymore. All my teardrops are dry. Cho nó ghi luôn thử thế nào nhé. No more walking the floor with that burning inside.
just to think it could be. Time has opened the door. With that burning inside, just to think it could be. Tốt quá đấy. Time. Được. Nhớ chọn chế độ băng khi trước khi gửi nha. Nó có thay 1 này, thay 2, thay 3 và thay 4 là băng metal, thay 1 là băng Norman, thay 2 là băng ferrichrome, thay 3 là ferrichrome, thay 2 là băng chrome. Đây, nằm đây. Thay 2 đây. Là bias nè. Trên này nó có ghi nè. Cái nắp ở đây nha nè. Anh em để ý cái nắp nó hơi trước nó dán bằng kèo tháo ra cái nó bùng này. Nó có ghi rất là nhiều loại băng. Băng ví dụ như là băng thay một này đây này. Thì nó sẽ có băng HF, Sony HF, BHF, BHF, CHF. Rồi những loại băng này nó có ghi hết rồi, để ghi chú 120 second này. Còn băng Sony HF, Sony Maxell XL2 rồi là ở thay 2 này nha, đã có này. Nó có thêm loại băng luôn, băng đây này, loại băng nào anh em tra nói giùm. Đó. Chúng ta chơi bạn trước 15 thế nào? Mình lại đại chưa, cũng bằng không biết tiếng nó thế nào này. Tôi tới nè, ok, chạy rất là ngon. À quên, để kiểm tra tôi tới tôi lùi. Tôi tới nè, tôi lùi nè. Ok chưa? Chúng ta nghe thử. Sớm sớm ngăn cách tình nhau, không gian bao la tôi biết tìm đâu. Xin được tùy theo cái nguồn nhạc, ví dụ như những cái nguồn nào mà nó sáng và nó chói quá, anh em bật low bass lên thì nó sẽ lọc xì bớt, nguồn nào cũng xì á thì tiếng nó hay cái gì lắm. Tình trên trang giấy cố nhân ơi mong ngày thay hai này. Tình ta sớm hay khi nào phát thì có lẽ EQ đi ghi thì cả EQ và bài áp cái đầu từ xe đất ferris mình rất thích, mình lại thích loại từ này. Cái này là hầu hơn. Hết u sầu là khi duyên ta đẹp màu, sưởi ấm lòng chơi băng thì anh em làm rề cũng sướng. Nhớ nhau. Mình vô cái đoạn này cuối. Chúng ta nghe tiếp một cái đoạn băng của. Sao mẹ mong chờ xin chỉ lên cầm con. Thời gian không phải lòng son. Trường sơ không tốt không
thích chơi băng thì em cha bỏ cũng băng vào, ta nhấn một nút này thôi, chơi nhạc thôi. Giờ tôi mở mình mở lên một cái bản nhạc khác đi cho nó được rồi. Bản nhạc gì đây nè, nhạc những đôi mắt họ trâu nghe thử thế nào. Tốt, làm rề ngon. Con này làm rề cái gì mà còn ngon. Mới con DA lâm cơm. DA lâm cơm thiết kế mạch nó đều lắm à, nên là cái nguồn xúc âm ra nó dễ nhạt tiếng. Này mạch nó thiết kế tốt, hàng nó nhập. Âm thanh nó lọc kỹ. Cảm ơn nhé.